cứ biếng ăn là một sống kém hay không? Trẻ biếng ăn thì sẽ dẫn tới tình trạng là trẻ chậm tăng cân, trẻ còi cọc, trẻ hay ốm vặt. Và bố mẹ thì lo lắng là trẻ biếng ăn không biết là do thiếu chất gì. Và trẻ biếng ăn thì phải làm sao? Có nên bổ sung kẽm để giúp cho trẻ biếng ăn ăn ngon miệng hơn hay không? Bố mẹ hãy xem hết video này để có câu trả lời nhé. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là 5 năm tư vấn chăm sóc mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Quay lại câu chuyện về trẻ biếng ăn thì điều đầu tiên bố mẹ sẽ hay nghĩ đến là sợ con bị thiếu chất gì và đi lùng sục tìm kiếm các loại siro ăn ngon, lúc ăn ngon cho trẻ rồi tìm kiếm việc bổ sung kẽm để giúp con ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp bổ sung kẽm rồi mà con vẫn không cải thiện tình trạng biếng ăn, con vẫn ăn kém, vẫn chậm tăng cân. Vì sao lại như vậy ạ? Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của kẽm. Kẽm có rất nhiều vai trò như là vai trò với hệ thần kinh. Nếu mà thiếu kẽm thì con sẽ bị rối loạn giấc ngủ này, có thể là khó ngủ, trẻ ngủ hay trằn trọc hay vặn mình, rồi là bị ảnh hưởng đến trí nhớ, trẻ có thể bị giảm sự tập trung, rồi trẻ hay cáu gắt, hay quấy khóc, hay mè nheo. Bên cạnh đó là kẽm có vai trò đối với hệ miễn dịch, với sức đề kháng. Nếu mà thiếu kẽm thì sẽ bị suy giảm sức đề kháng và hay ốm vặt, hay bị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa như là tiêu chảy, hoặc là bị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như là viêm mũi họng cấp, viêm tai giữa, vân vân. Bên cạnh đó thì kẽm có vai trò đối với da, tóc, móng và niêm mạc. Nếu thiếu kẽm thì trẻ sẽ bị da khô, tóc khô, móng tay giòn, dễ gãy, móng tay có đốm trắng, xước măng rô, vân vân. Và một cái tác dụng của kẽm là nó ảnh hưởng lên vị giác và khứu giác, giúp cho con cảm nhận được mùi vị, con ăn ngon miệng hơn. Vì thế nếu thiếu kẽm thì cũng dẫn tới một tình trạng là trẻ ăn không ngon, trẻ biếng ăn, trẻ lười ăn, ăn kém hơn so với bình thường. Tuy nhiên ý, cái việc mà trẻ biếng ăn ngoài lý do là thiếu kẽm ra, nó còn có thể gây ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như là biếng ăn do con đang bị ốm, ví dụ như biếng ăn sinh lý khi mà trẻ mọc răng, khi mà trẻ rơi vào Wonder Week, hoặc là biếng ăn do cha mẹ cho con ăn dặm sai phương pháp, hoặc là biếng ăn tâm lý do là con bị ép ăn, hoặc con có thể là đang bị tác dụng phụ của việc là trẻ uống kháng sinh dẫn tới là rối loạn tiêu hóa và ăn không ngon miệng, vân vân. Ngoài ra cái việc thiếu chất thì có thể thiếu rất nhiều những vi chất khác cũng ảnh hưởng đến tình trạng biếng ăn của trẻ. Ví dụ như là trẻ thiếu máu, thiếu sắt, trẻ thiếu canxi, thiếu D3 hay là thiếu các vitamin khác cũng có thể dẫn tới tình trạng biếng ăn. Vì thế khi mà con bị biếng ăn, thay vì đi lùng sục tìm mua kẽm để bổ sung cho con thì bố mẹ nên bình tĩnh ngồi lại quan sát con và tìm ra nguyên nhân biếng ăn của trẻ thực sự là gì để tìm ra cái cách điều trị biếng ăn nó thực sự hiệu quả. Không phải cứ biếng ăn là lo con thiếu chất và không phải cứ biếng ăn là bổ sung kẽm. Nếu như bố mẹ cần hỗ trợ tư vấn về tình trạng biếng ăn cụ thể của con thì hãy gửi lại thông tin của con cho mình dưới phần bình luận này nhé. Cảm thấy video hữu ích thì bố mẹ hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về những video mới tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.